Hello anh em và chào mừng em đã quay trở lại với channel của mình. Mình thấy gì đây? Và chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục với cái series đó chính là Jurassic World, công viên khủng long. Và nếu anh em nào thích cái video này, đừng quên là một like, chia sẻ video giúp mình, các mình ý kiến xuống phía dưới video và đăng ký mình nhé. Nhấn rung chuông để nhận thông báo mới nhất từ kênh của mình. Chúng ta sẽ bắt đầu thôi. Và nếu có thể thì hãy click quảng cáo cho mình nhé. Ok, thì hôm nay có rất nhiều sự kiện mới. Thì hôm nay mình sẽ làm về Jurassic World. Ngày mai thì mình sẽ có cả Jurassic World và Monster Legend. Ví do là Monster Legend nó đang hiện tại nó bị lỗi, nó bị lắc, mình không vào được. Chắc là mai mình sẽ làm Monster Legend nha anh em. Rồi thì anh em nhớ 7 giờ trên Nemo TV nhá. Mình sẽ live stream trên đó, thì anh em có thể lên đó và xem cam, webcam của mình, với xem nút bạc YouTube hoặc nhiều thứ để trò chuyện chém gió với mình ở trên đấy cũng được. Ok, thì đây là cái ID Nemo của mình, anh em chỉ cần nhập cái ID vào thôi, cái phục tìm kiếm thôi sẽ có thể tìm được mình luôn. Còn nếu bạn nào mà chưa biết ấn thì mình sẽ cái này mình không ấn nữa rồi, thôi kệ đi. Rồi thì chúng ta sẽ vào trong cái game này nha. Anh em nhớ là 7 giờ nha. Bây giờ thì cũng gần 7 giờ rồi, khá là muộn rồi. Ok, chúng ta sẽ có một số cái sự kiện gì đó ở đây này. Nhiều thứ phết anh em ạ. Cái gì đây, cái này phải mua rồi. Cái con mới này, Aquatic Giant is coming. Chúng ta sẽ có một loài thủy quái khổng lồ sắp xuất hiện này. Mega, nó là một loài mega anh em ạ. Nhìn trông đẹp thật sự luôn. Ok, nó sẽ con này mãi mà không xong. Ở đây rồi, ok, lên rồi. Hôm nay sau Rust kết hợp, sau bao nhiêu tháng ngày mà mãi nó mới lên cho tôi. Đây, level 11 này. Sẽ cho lên level 20 nhé. Bên này thì cũng sẽ là lên level 20 luôn. 10 này, xong Evolution này, tiến hóa lên này. Đấy, ok. Sau khi tiến hóa xong thì mình sẽ ấn cái này, kích hoạt những cái tòa tháp để lấy thêm những cái đồng coin bên này nha anh em. Chúng ta sẽ kích hoạt cái tòa tháp để lên những cái đồng coin. Nhanh thôi nhỉ. Yeah. Không lâu một chút nào đâu. Phía dưới này cũng sẽ lấy vàng anh em. Lấy rất là nhiều vàng. Ngày mai thì mình sẽ cố gắng là làm đều các cái video clip cho anh em nhá. Anh em nhớ đón xem nhá. Rồi, xong chưa nhỉ? Chưa xong à? Chưa xong thì tiếp tục làm đã. Collect này, mystery này. Vẫn là mystery, vẫn là vàng. Rất nhiều vàng. Thêm 15 điểm GW nữa anh em. Uầy, cho sắp đủ điểm rồi. Sắp đủ điểm thôi anh em. Sắp đủ điểm để có thể mua được một con khủng long rồi. Sắp tậu được thêm một con khủng long mới rồi. Ngon rồi nha. Có một cái gì đó lại. Isona. Có khu mới à? Hòn đảo mới anh em ạ. Ai chà. Để cho những người nào mà hết đảo thì họ sẽ update thêm đảo mới cho chúng ta. Dã man đấy. Thật sự dã man đấy. Mình còn chưa hết đảo bên này. Cho có thêm một khu mới gọi là Isona. Cái mất đô la này. Ai chà. Thêm đảo mới anh em. Rộng hơn. Rất rộng. Cái này bây giờ mới có xuất hiện đảo mới này. Bán cháy thật. Không như Real City thì đã rất nhiều đảo rồi. Bên này thì bây giờ mới xuất hiện đảo mới. Hay nhờ. Nhiều thứ thì có thể khám phá đây anh em. Rồi chúng ta sẽ lấy XP, lấy thêm một số thứ mission của chúng ta. Cái cứ để sau đi nhờ. Ok, trở lại đảo cũ chúng ta. Đây là Isona Nubla được ngày xưa rồi. Ok. Kết hợp đúng không? Vẫn kết hợp hai con Unisaurus với nhau đúng không? Nó đang cần để đây. Up thì chưa biết up con gì đây. Chắc up những con Legendary thôi chứ còn up con gì nữa đúng không? Những Legendary loại khỏe, xịn sò sò, up hết. C này. Đấy, Legendary, ví dụ như bọn này chẳng hạn này. Nhiều kinh khủng khiếp. Cho Legendary Pretosuchus. Cho có Mega Therium. Kích hoạt luôn anh em. Nhiều lắm ấy. Mình có nhiều Legendary lắm ấy. Tại vì mình đánh nhiệm vụ hàng ngày nó cũng cho đồng một đống Legendary rồi. Chúng ta sẽ có thêm một con con này nha. Mega Therium nha. Kích hoạt lên phát này. Rồi con đô la ít quá. Bây giờ đô la là ít quá thể luôn. Mình sẽ dùng cái mod bên này nha anh em. Mod 214.000 vàng. Nào, Sweeper để mình sẽ quay ra để xem nó ra cái gì. Mình trước sẽ ra cái gì đây? Detraction à? Một cái C.
Ui, sao vàng nó mày đắt thế nhở? Vàng mày đắt thật sự. Vàng cực kỳ đắt. Sao không giảm giá ta? Đây, phút đây, phút nó giảm giá đấy. Phút thì nó sẽ ít hơn một tí đây. Kích hoạt phát nhỉ. Ok anh em, mình đóng cái cửa ấy nhá. Nhóm cái cửa cho nó đỡ ổn tí. Kiếm thêm một ít điểm thôi nhỉ. Tội gì mà không kiếm. Kiếm thêm một ít cái mốt để tham dự một số cái nhiệm vụ yêu cầu dùng đến cái mốt Endurance. Rồi, Endurance cũng đã xong. Thế thôi, chắc không cần nhiều đâu anh em. Bây giờ thì đi vào xem có cái nhiệm vụ gì mới không. Ui, nó gọi là dã man. Lắm nhiệm vụ thế này. Cái này còn 12 ngày nữa này. Cho cần thắng 7 trận để mở cái Cloud Titan này ngay. Ngay và luôn. Nhưng đánh trước đi còn có 33 phút rồi. Đánh luôn anh em ơi. Hú hú, bây giờ là hai con. Nó thay đổi anh em ạ. Nó sẽ không còn dễ như trước nữa rồi. Không còn dễ như trước nữa anh em. Và đánh nó sẽ khó hơn rất nhiều nha. Uầy, tìm ra hòn đảo mới. Hay nhỉ. Trong mấy ngày này cập nhật là rất là nhiều thứ luôn. Hai đấu hai thì mệt hơn rất nhiều nha. Cái này đánh lâu lắm, không biết ta có không ấy. Đánh nhau không cưng ơi, hai này. Nó thủ hai kìa. Cấp mình không? Cấp 5, nó thủ tối đa. Mình tấn công 5 lần luôn à. Hơi quá tay, mình đánh hơi mạnh quá. 467 đam. Alan qua với 3 lần, 4 lần ở đây. Nó sẽ bị khắc hệ anh em ạ, bọn vấn đề là sẽ bị khắc hệ. Ngon, 4 này. Mới giết được mình, nhưng mà mình sẽ thì được nó rồi anh em. Đây chưa phải là trận cuối. Mà cái này đánh lâu lắm anh em ạ. Chắc mình sẽ chuyển cái khác, tại vì tận 2 con luôn rồi. 2 con thì nó hơi lâu, hơi mất thời gian. Chắc mình sẽ chuyển qua những cái nhiệm vụ kia đi. Hợp lý hơn không? Chắc sẽ chuyển qua nhiệm vụ kia thôi. Đảo mới xuất hiện. Gọi là mấy loài thú mới từ đáy biển này. Ấy chà chà, Ray này, Ray nhân 2 này. Golden này, cái này cũng còn một ngày, tận 2-3 gói Golden rồi anh em. Sợ thật sự nhờ. Đánh cái Ray trước anh em ơi, cái Ray này dễ hơn này. Không có mốt miết gì cả. Một con ăn thịt. Ok, một con thịt và một con thịt chim. Là xong. Có ngay. Chúng ta sẽ bị khắc hệ lẫn nhau nha. Vì thế nên đánh rất cẩn thận thôi. Sử dụng hệ cho nó chuẩn. Sẽ cho cái text nó bé đi. Là cái ID mà. Cho nhỏ nhỏ này. Anh em có dễ nhìn không? Rồi, Pyroraptor với 400 máu, bên đó chỉ có 396 thôi. Mình tấn công theo kiểu gì đấy? Cho khỏe nó nhiều. Vấn đề là phải tính toán anh em ạ. Không dễ đâu. Hai này nó Dino Swarm sẽ đổi sang là khoảng 219 dam. Có vả luôn không? Tấn công luôn à? Tấn công luôn thì nó sẽ thua nha anh em. Chắc chắn rồi. Chắc chắn nó sẽ thua rồi. Cho gần 2 lần thôi. Nó sẽ tiêu diệt con Kaula Sutures đây. 2 lần. Tấn công nó. Tiến lên. Một phát đạp này. Chạy đâu cưng. Bé nào lên đây nữa này. Gallimimus sẽ là bé tiếp theo. Công không nhỉ. Suy nghĩ xem. Hai phát quẩy 500 máu. Nó thua rồi. Chúng ta sẽ có tầm khoảng là hơn 500 dam thì phải. Gallimimus xong ngay. Mình cần đánh lấy điểm anh em ạ. Lấy điểm để làm gì anh em biết không? Lấy điểm để chúng ta mở khóa cái Class of Titan. Một cái cực kỳ là quan trọng. Mình đã để tiếng hơi to.
Sorry anh em nhé, mình sẽ để tiếng nó nhỏ xuống một chút như thế này. Ray của chúng ta sẽ vẫn nhân 2, đó là hai con hệ chim, thì mình sẽ dùng hai con hệ lá nhá, Dilophosaurus và Corythosaurus, đấy hai con này để chiến đấu với nó. Desun, Desungaterif, ok, đánh nhau nào, đánh nhau nào cưng ơi, lên. Nó có hai lần và nó sẽ không hề tấn công anh em ạ, nó không thể tấn công luôn. 4 này, choang để nó hơi bị ấy quá chăng? Nó sẽ thủ 3, theo như mình đoán nó sẽ thủ 3. 5 này anh em, 5 là hợp lý rồi, không bao giờ thủ 4 đâu, đấy thủ 2 hoặc thủ 3 gì đấy. Theo như mình đoán như vậy và đúng thật ạ. Tapezara với khoảng 400 máu và 67 công, vì nó sẽ có 5 lần ở đây. 5 4 à, tấn công 4. Lượn xuống này 429, ghê đấy nhờ. Thật sự là ghê phết, nhưng mà đánh làm sao được mình. 5-1, 1296. Wow, tuyệt vời. Rồi chúng ta sẽ chiến thắng cái này nha. Và chúng ta sẽ có một gói coin, gói coin Jurassic World nha anh em. 28.261. Đấy, 9.700 và 9.700 nha anh em. Rồi mình còn cái này nữa. Ui, 245 trận Heavy Warred. Minimum 1 mod à? Cái này cần yêu cầu mod à? Khó chịu phết nhỉ, nhưng mà vẫn đánh được thôi. Có hai con Legend bên này thì không lấy thì hơi phí. Cái này thì đánh nhanh thôi anh em. Chúng ta sẽ cần hai con băng xong. Thế thôi, cần hai con băng thôi, không cần nhiều. 300 thì nó sẽ giảm xuống còn khoảng 150. Quá dễ rồi. Chỉ cần hai con thôi anh em. Nó chỉ có một con duy nhất nên cần gì phải mấy con nó khỏe đâu. Còn đó là Inri Corterium. Ok, như hai đòn là nó sẽ giết được mình thì phải. Nó giết được không? Hy vọng sẽ không giết được mình cho bằng hai đòn. Hy vọng hai lần nữa chết rồi. Chết. Không chết ạ. Chết thì mệt, chết đi cứng. Nó sẽ có hai lần phát này. Rồi, ít ra mình sẽ để dành khoảng 4 lần nha anh em. 2 và nhau nào. 2-2. Ây à, block rồi. Ôi cưng ơi, 4 này, để nhau đi. Lên nào. Tấn công 3 lần. 600 rồi. Mình sẽ đánh xong cái này để kiếm một gói pack đã, xong rồi tính sau. Sakatodon với Indrico Seros. Máu đang rất trâu. Và như thế này cơ mà 6.000 máu luôn. Quỳ luôn, quỳ gối luôn anh em. Nhanh này ra sẽ còn 4 trận nữa nha anh em. 4 trận nữa là mình sẽ xong cái này. Đủ bảo lag luôn nhá. Dạo này nó update lên mấy cái này thành ra nó hơi chậm. Ồ, thấy chưa anh em. Còn 4 trận nữa đánh khó đấy. Xong phim rồi rồi. Nhưng mà đã chơi thì phải chơi cái cùng rồi, biết làm nào bây giờ. Nhờ, Snow nè. Nó rất khỏe, phải nói nó rất khỏe. Bọn này đều khắc chế hết, bị khắc chế hết anh em ạ. Vấn đề là như thế và chúng ta sẽ cần một con Kevin loại khỏe. Hai con Snow à, chúng ta cần hai con Snow anh em ơi. Snow đã hết rồi, đang hết bọn Snow rồi. Đây, Snow này thôi. Vừa tầm thôi. Con này để phát cuối. Mình sợ mình không đủ bọn thú để mình đánh nhau bọn nó anh em ạ. Thế cơ. Đủ thì tốt quá nhưng mà sợ không đủ. Không có thể được đâu. 161. Nó không thủ ạ. Nó đổi chứ. Bắt buộc phải đổi con này. Simitoceras. Với khoảng một lần để tấn công. Chúng ta vẫn chưa biết là đánh thế nào đây. Từ từ tính toán đã, tính toán xem nó hợp lý đã. Sẽ có 3 lần như thế này. Và nó sẽ chắc có lẽ sẽ vả cả 3 lần chăng. Dino Swarm này. Indrico Seros 1. Nó còn mấy lần nhỉ? Hình như là không còn lần nào thì. Đây mình đoán là nó sẽ không còn một lần nào đâu. Còn 1 đến 2 lần. 1, 2, 3. Hình như hết thủ rồi. Đấy, Indrico Seros này chết, trận này hơi lâu ấy, anh em.
Simitoceras. Con này 14 lần. 3 lần tấn công mình để giết mình. Hay. Còn một lần nữa anh em ơi. Đơn giản rồi, tấn công khoảng 3 lần thôi là xong. 3 lần xong rồi, để thành 2 lần ở bên này. Đấy, Simitoceras Elanmotherium với 5 lần, 5 lần để tấn công. Kinh nha, kinh nha. 5 lần nè, có 4 lần rồi. 3200. Rồi, Sakatodon với 6 lần để vả nó anh em. Vả thôi. Thắng rồi. Cho còn giật 3 trận nữa kìa. Mệt à nha, không biết có thắng được trận này không. Nếu thắng thì chắc cần là mất rất là nhiều tiền để có thể hồi sinh nó ra anh em ạ. Và thấy khi mà nâng cấp lên thì nó sẽ nặng hơn trước. Theo như mình đoán sẽ nặng hơn trước. Cái này không nâng cấp băng hội hết gì nhờ. Nó hay hay tí, có 2 con anh em. Chọn 3 con Kevin là xong. Thế thôi. 3 Kevin. Không có gì khó khăn lắm cả. Đánh được. Thế hồi sinh của này lên là xong. Mất khoảng 56 đô. Trận 3 lại dễ này. Trận 4 khi lại khó. Không có trận. Nhiều đi. Như là cân đồ này mà anh em. Đáng chỉ cần 2 con thôi. Theo mình nghĩ chỉ cần 2 con. Con kia là đi là hơi phí. Thật sự là hơi phí phạm. Của rời quá. 3 nè. Đánh cả 3 lần luôn. Nó sẽ cũng có 3 lần và tấn công kiểu gì đây. Xem nào. Tấn công 2 lần à. Ui 383 kinh nha. Như vậy nó sẽ còn 1 lần đấy anh em. 1 lần thôi. Đấy. Không thủ à. Thế là nào con này đi theo là cũng là hợp lý. Nó sẽ giúp để giải quyết cho còn tận 2 trận nữa. Chắc là nhanh. Ui con voi này. Con voi ui level cuối ạ. Voi level cuối nhìn trông lông lá kinh thật. Con voi bẩn đây. Nhìn lông lá kinh dị thật sự ấy. 6 này. Tấn công 6-1. Nằm sân rồi. Hay quá. Hay quá cơ. Nằm sân luôn rồi. Ok, chúng ta sẽ có khoảng là 40 ADN ở bên này. 2 trận nữa. 2 trận nữa dùng 2 con mạnh thôi. Vả nó là nó chết ngay mà. Lại phải hồi sinh rồi anh em. Không biết thế là cần bọn kia đâu. Rồi, sao mình nghĩ là đánh được. Để con cuối cùng không biết để làm gì mà thôi kệ cứ đánh đi. 1300 vả phát chết luôn con đầu tiên. Chạy đâu? Mày chạy đâu hả? Này, Mastodon sẽ là con sẽ đối thủ tiếp theo của chúng ta. Nó khoảng 2 lần để tấn công mình. Một lần để anh cha chơi. Ghê làm gì? Anh biết thế là về con kia. Mình giết nó luôn anh em. Nó ui, Marsupialion thật sự quá khỏe. Cân 2 anh em ạ. Đẳng cấp quá luôn ấy, Marsupialion. Tiếng gầm của vua sư tử. Wow, Marsupialion 40. Thật sự xứng đáng cái đồng tiền bát gạo khi chúng ta nâng cấp cho Marsupialion lên quá nhờ. Mà có đấy thì hồi sinh cần nhiều tiền lắm anh em ạ. Theo như mình đánh giá sẽ hồi sinh rất là nhiều tiền. Xenojoix Butter Simitetoceras. 2 con thôi, không có gì khó khăn. Nhưng mà xong rồi tôi phải hồi sinh nha bọn này đó. Hồi sinh bọn này một chút rồi. Ok, một con này. Xong nó sẽ là một con băng. Nó cũng không quá khỏe đâu, nhưng mà mình có thể hồi sinh đánh được. 38 này. Sau đó là một con này nữa, một con Kevin nữa. Thôi, hồi sinh con này đi. Đằng nào đã đánh đến cái trận này rồi đánh cho nốt anh em ạ. Nó hơi lâu một tí mà thôi. Đằng nào đã đến đây rồi. Đánh nhau thôi, chứ còn đợi cái gì nữa nhỉ? Sẽ bao giờ nó vả mà cái theo vẫn chết. Thì ít nhất sẽ để giành được đòn anh em. Cucu Forusako. Đánh nhau đi cưng. Chiến mày hết sức luôn đấy. Forusako đẹp nhờ. Forusako đẹp ghê. Nhìn kìa. 40 à? 39 à? 39, 40 như nhau. Rất là đẹp nhờ. Ok. Rồi. Rồi giết ta đi. Thả máy đi cưng. Vào đây. 4 này. 4 lần luôn anh em. Ây chà, 4700. Rồi xong. Megaloceros với
xong phim mình nha cương. Mày chạy đâu? Trời, đến thớt à? Megaloceros cũng là một trong những con rất là mạnh của mình. Level 40, 200 đam và 600 máu. 4 này, tấn công không? 41, ây chà, 1352, yes. Kinh rồi nha, Hyaenodon và tấn công khoảng 8 lần đi. Biết nói nhé, thịt nó nào. Mày chạy đâu hả? Ui, khỏe thật sự luôn. Hay thế nhỉ. Rồi là thắng trận này anh em. Cuối cùng thắng. Ok, chúng ta sẽ mở cái pack. Xong rồi thôi, có khi là Legendary chăng? Không ạ, một con Ray thôi. Và chúng ta sẽ tiếp về nhé. Xin chào anh em, hẹn lại anh em trong tập kế tiếp của tựa game, đó chính là Jurassic World, công viên khủng long nha. Xin chào, gặp lại, bye bye.